Đây các bạn ơi, rất nhiều các bạn là chờ đợi mong đợi cái mẫu xe là Kia Cerato bản nhập khẩu hàng nội địa Hàn Quốc. Thì bên em hôm nay mới về cho các bác là một con xe Kia Cerato là số sàn đời 2009 nhập khẩu các bác nhé. Một chiếc xe cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác nào yêu xe đẹp. Cam 360, cam tiến, cam lùi là có cả trái phải đều có cam liếc cho các bác ở mọi góc độ. Và chiếc xe được trang bị là túi khí phanh ABS 4 bánh, một chiếc xe mà full chất cho quý vị và các bạn. Bản nhập khẩu thì chúng ta quan sát bao giờ nó là một cái mẫu xe cũng rất là bền bỉ, chắc chắn rất nhiều khách hàng yêu thích mẫu xe này. Và đây là cái mẫu xe bản số sàn đời 2009, xe gia đình, là một cái mẫu xe mà chạy nói thật với các bạn là sướng thì không gì bằng, đầm nó chắc các bạn nha. Các bạn này bản số sàn đời 2009 thì các bạn này, thì quý vị và thấy đây thì là cái chiếc xe mà nó là hàng nội địa Hàn Quốc thì rất là thích luôn. Bác nào mà quan tâm, bản này thì nó có 2 xe ghế các bạn nhé, đó, 2 cái sấy và mọi chức năng là full chất cho quý vị và các bạn, có tích hợp vô lăng các bạn ạ. Đấy, mọi chức năng rất ok. Và đây em sẽ lổ thử để cho các bạn kiểm tra. Đấy. Con này thì xe thì đã độ lên cam 360, hoàn thiện một cách rất là chân chu, điều hòa dạng điều hòa auto đó. Một chiếc xe và chất lượng như thế này, đấy, khi em bật sang trái sang phải các bạn ạ, là nó đều chuyển hướng cam, bạn lưu ý nhé, cam nó đều được chuyển hướng. Đấy, hoặc sẽ chuyển viền đồng hồ viền mát, đấy, nó đều có các bạn ạ, cam trái cam phải. Đấy, khi chúng ta mà di chuyển là một chiếc xe như này đó, thì rất ok luôn các bạn ạ. Đó, một chiếc xe mà đã rất nhiều tích hợp vào cái chiếc xe. Và giá thì xin giới thiệu với các bác là giá nó loanh quanh, thì bên em nó bán nó chỉ như một con Moling số sàn đời 2015-16 thôi các bạn nhé. Và các con này của em thì bán thì hơn 190 tí các bạn nào mà thích cái mẫu xe này lành bền, đây có hơn 190 chúng ta sở hữu cái chiếc xe này như này, thì các bạn cứ alo để sở hữu ngay một chiếc xe mà lành bền, chất lượng dành cho các bác nào yêu cái mẫu xe Kia Cerato đời 2009, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đây là cái chiếc xe đáng để cho các bạn lưu tâm, là xe đẹp và chất lượng các bạn ạ. Thanh niên người ta chơi dán toàn bộ lốp đen, đèn ở phía sau là đen các bạn nhé, đó là những cái đặc trưng các bạn thanh niên bạn thích như vậy các bạn ạ. Đó, một xe thì có chế độ khóa tự động đèn thì đã độ là led đây. Các bạn có thích thì các bạn có thể bóc ra cái đèn này. Đấy các bạn nhé, như người ta độ này, đấy, bọn nó thanh niên độ thích độ này, độ đeo các bạn, đấy, với xe như này cũng khá là ok cho khách hàng nào mà có cái cửa tiền là tầm 190 quay về, mà chúng ta lại sở hữu được ngay cái mẫu xe Cerato này. Đây cái mẫu này thì rất hợp với các anh thanh niên, nhé. Các bạn nào mà đang có cửa tiền thì loanh quanh chỉ có 190 quay về thì chúng ta mua con này cũng được để chơi. Bạn đã chạy thì trên đường cao tốc thì 100 cây thì không một tí rung lắc, thì nó là xe nhập khẩu các bạn nhé. Máy số thì cực chất luôn. Đấy, thân vỏ đẹp nỗi. Bác nào mà thực sự quan tâm ở cái phân khúc này ấy, thì các bác cứ alo để sở hữu ngay cái chiếc xe này cho em các bác nha. Chứ các bác là giọng em mấy ngày nay là nó lạc giọng đấy, là em đang bị ốm, có lý là em đang bị ốm thôi, em nói không được to lắm và giọng nó hơi khàn, các bác thông cảm cho em. Là vài ngày nữa thì khả năng em mới khỏi được. Đợt này nó ốm, em đợt nó ốm sốt virus lâu quá, một mấy ngày không khỏi nên video lên rất là ít, để các bạn cũng thông cảm. Này cố đó các bạn này, với cái chiếc xe như này thì chất lờ luôn. Và em quay không, em quay thì không nhiều các bạn nhé, đăng kiểm dài, lốp lát đẹp các bạn ạ, lốp lát đẹp, mọi chức năng ok cho khách hàng. Đấy, thì để em sẽ giới thiệu
cho các bạn đến những cái chi tiết cụ thể của một chiếc xe thôi, còn những cái nó quá thì thôi các bạn ạ. Em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể. Đây các bạn nhé, cabo thì zin, xe không lỗi các bạn ạ, cabo zin xe không lỗi, mọi thứ hoạt động trơn tru, mọi chức năng rất là ok cho khách hàng. Khách hàng mà có nhu cầu sở hữu những cái xe như này, vừa tiền, ít tiền, các bạn đi lại em. Đây, chân máy thôi của nó nguyên, chưa chạm chân máy, máy thì chạm rong ràng cò rồi, các bạn lưu ý này, chạm rong rồi các bạn nhé, ra rong rồi. Đó. Còn mọi chức năng thì hoạt động rất là trơn tru, ok cho khách hàng. Khách hàng nào mà quan tâm ở những cái dòng là xe nhập khẩu thì đây là cái chiếc xe đáng để cho các bạn quan tâm, không cam kết không hơi thừa một tí nào cả, máy đang nổ các bạn nhé, đó, không một tí hơi thừa nào cả. Và đây các bạn thử em ga lên các bạn xem, máy rất ngon các bạn nhé, ga lên rất ngon và bốc đó. Cho nên bác nào mà quan tâm với chiếc xe này nhập khẩu đi rất là thích các bạn ạ, thì các bác cứ alo lại cho em ngay để sở hữu xe. Một chiếc xe là cực kỳ đẹp cho khách hàng và đầy đủ chất lượng cho các bác là yêu cái mẫu xe nhập khẩu. Thì đây là cái chiếc xe đáng để cho các bạn lưu tâm. À, xe đẹp, xe chất, xe tốt. Đấy. Bác nào mà quan tâm chiếc này ấy, thì alo em ngay để sở hữu xe các bạn nhé. Một cái mẫu xe tốt và đáng để cho chúng ta quan tâm là xe nhập khẩu. Thì bác nào có nhu cầu sở hữu xe này thì alo lại ngay để sở hữu xe. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin cảm ơn các bạn.